Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp bảo toàn electron nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Bài tập như trên màn hình. Cho 5,40 gram kim loại aluminum Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được về lít khí N2O ở điều kiện tiêu chuẩn là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là A. 4,26, B. 3,52, C. 1,68, D. 3,36. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, các bạn nên tìm kiếm lại các video nói về lý thuyết phương pháp bảo toàn electron nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Đầu tiên chúng ta tóm tắt lại đề bài ha. Aluminum Al 5,4 gram, chúng ta đổi ra số mol luôn đi. Như vậy thì số mol Al bằng 5,4 chia 27 bằng 0,2 mol, tác dụng với HNO3 dư thì sản phẩm tạo thành là AlNO3 3 lần và khí N2O là sản phẩm khử duy nhất. Khí N2O là V lít. Đề bài yêu cầu tìm V. Rồi, bài này chúng ta giải cách thứ nhất đi ha. Cách thứ nhất, theo phương pháp bảo toàn electron cơ bản. Đây, đầu tiên chúng ta xác định được số xóa thay đổi như thế nào. Al ban đầu có số xóa 0. Sau phản ứng về Al trong AlNO3 3 lần có số xóa cộng 3. N trong HNO3 ban đầu có số xóa cộng 5, sau phản ứng về N trong N2O có số xóa cộng 1. Ở đây chúng ta có hai bán phản ứng nhường và nhận electron như sau. Đầu tiên là bán phản ứng nhường electron. Al có số xóa 0. Sau phản ứng về Al có số xóa cộng 3. Như vậy là cộng 3E. Bán phản ứng nhận electron N có số oxy hóa cộng 5 trong HNO3, sau phản ứng về N2 có số oxy hóa cộng 1 trong N2O, như vậy là cộng 4E. Từ cộng 5 xuống cộng 1 tức là cộng 4E. Nhớ đây chúng ta thấy cả hai nguyên tử N về số oxy hóa cộng 1. Do đó chúng ta nhân 2 ở đây và nhân 2 ở đây. 2. 2. Nha. Được chưa? Bước tiếp theo chúng ta tính số mol electron nhường và số mol electron nhận. Ở đây đề bài cho HNO3 dư. Do đó cái Al phản ứng hết. Ta đặt số mol Al vào bán phản ứng này để chúng ta tính số mol electron nhường là bao nhiêu. Ở đây chính là 3 nhân 0,2. Còn đối với bán phản ứng nhận electron, đề bài cho V lít khí N2O sinh ra. Do đó, số mol của N2O là V chia 22,4. Như vậy ở đây, số mol electron nhận là bao nhiêu? Chính là 2 nhân 4 chính là 8 nhân V chia 22,4. Được chưa? Chúng ta có bảo toàn electron như sau. Tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Do đó, chúng ta có phương trình liên hệ là 3 nhân 0,2 bằng 8 nhân V chia 22,4.
4. 3 nhân 0.2 ở đây chính là đây. Chính là số mol electron nhường. 8 nhân V chia II/4 là đây. Chính là số mol electron nhận. Như vậy, số mol electron nhường bằng số mol electron nhận. Từ đây chúng ta tính được V bằng 1.68 lít. Và chúng ta chọn được đáp án C, 1.68. Được chưa? Đấy. Đấy là bài toán giải theo phương pháp bảo toàn electron cơ bản. Tức là chúng ta viết và cân bằng các bán phản ứng nhường và nhận electron. Rồi sau đó tính số mol electron nhường và số mol electron nhận. Rồi có phương trình liên hệ là gì? Số mol electron nhường bằng số mol electron nhận, và chúng ta tính được cái ẩn số của đề bài là V. Được chưa? Ở đây chúng ta chú ý là cái bán phản ứng nhận electron nè. Các cái chất khí mà có cái chỉ số chân như thế này nha. Thế thì chúng ta nên để chỉ số chân ở đây, không được để cái số 2 này lên trên này. Nếu mà để số 2, số 2 này mà đem lên này cái là sai liền nha. Thì hiện tại bây giờ nếu để gì đây thì tỷ lệ là nhiêu? 8:1, đúng không? Nếu các bạn mà đem số 2 này đưa lên đây thì tỷ lệ lúc này là 8:2, tức là 4:1 là bị sai liền nha. Đấy, thật sự chú ý đối với các chất khí sinh ra khi mà cái cân bằng cái bán phản ứng nhận electron thì chúng ta chú ý là để cái chỉ số chân ở dưới nha. Được chưa? Đấy, bài này chúng ta phải lưu ý chỗ này nha. Rất là lưu ý chỗ này nha. Đưa này lên cái là sai liền nha. Được chưa? Rồi, bây giờ cũng bài tập này chúng ta giải theo cách thứ hai, cách thông thường. Cách thông thường thì sao? Thì đầu tiên chúng ta phải viết phương trình phản ứng nó xảy ra như thế nào. Al cộng HNO3 tạo thành AlNO3 3 lần cộng N2O và H2O. Đấy. Tiếp theo là chúng ta cân bằng cái phương trình này. Al ban đầu có số xóa 0, sau phản ứng có số xóa cộng 3. Như vậy là tăng 3. N trong HNO3 ban đầu có số xóa cộng 5. Sau phản ứng về N trong N2O có số xóa cộng 1. Như vậy là giảm 4. Nhưng ở đây chúng ta thấy có hai nguyên tử N về số xóa cộng 1. Do đó chúng ta nhân 2 ở đây. Ha. Nhân 2. Tức là gì? Giảm 8 đó. Được chưa? Giảm 8, tăng 3. Để đảm bảo tổng số E nhường bằng tổng số E nhận thì chúng ta nhân chéo hệ số. 3 nhân lên đây. 8 nhân lên đây. Chúng ta đặt các hệ số vào. 8. 3. 8 AL nổ 3 3 lần thì 8 AL ban đầu. Ha. N bao nhiêu? 3 x 2 là 6N ở đây. 3 x 8, 24N ở đây. 24 với 6 là 30. Chúng ta đặt hệ số 30 trước. HNO3. 30 HNO3 thì 15. H2O. Như vậy, phương trình đã được cân bằng với các hệ số là gì? 8AL cộng 30 HNO3 tạo thành 8ALNO3 3 lần cộng 3N2O cộng 15 H2O. Tiếp theo, chúng ta đặt các đại lượng đã biết vào phương trình này để tính toán đại lượng chưa biết. Ở đây HNO3 dư, do đó nên cái AL phản ứng hết. Ta đặt cái số mol AL vào, tính ra được số mol N2O là bao nhiêu? Đây chính là 3 nhân 0.2 chia 8, đúng không? Vậy ta có N2O sẽ bằng 3 nhân 0.2 chia 8. Chính là 0.075 mol. Từ đó chúng ta tính được V bằng V N2O bằng 0.075 nhân 22.4 bằng 1.68 lít. Như vậy chọn được đáp án C. Đấy.
Đối với cách này thì chúng ta vẫn tìm được cái V là 1.68. Nhưng yêu cầu là gì? Chúng ta đầu tiên là phải viết phương trình này nó xảy ra như thế nào, sản phẩm nó tạo thành là như thế nào, viết đầy đủ ra là một. Thứ hai là phải cân bằng được cái phương trình này. Nha. Thì chúng ta cũng tốn rất là nhiều thời gian vào cái công việc này rồi đấy. Kể cả chưa tính tới cái việc là nếu mà các hệ số này mà nó lại bị sai một phái là coi như là cái bài tập của chúng ta để đáp án của chúng ta là tiêu liền. Ha. Được chưa? Đấy. Rồi. Cũng bài tập này chúng ta giải thêm một cách nữa ha. Gọi là cách thứ 3 đi. Cách 3. Cách 3 này tạm gọi là phương pháp bảo toàn electron nâng cao. Thế thì cái bảo toàn electron nâng cao thì chúng ta giải như thế nào? Đầu tiên chúng ta cũng tóm tắt lại cái đề đi ha, cho các bạn dễ hiểu. AL ban đầu cho là 5.4 gram. Thì điều này cũng tương đương với là 0.2 mol, đúng không? Tác dụng với HNO3 dư. Sản phẩm chính là gì? AlNO3 3 lần và khí N2O. N2O là V-lít và đề bài yêu cầu tính V. Đối với phương pháp bảo toàn electron nâng cao này, chúng ta không cần viết, không cần cân bằng cái phương trình ở dạng phân tử như thế này. Cũng không cần viết và cân bằng cái bán phản ứng nhường nhận electron như thế này. Nha. Điều duy nhất chúng ta chú ý đối với phương pháp này là sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng của các nguyên tử. AL ban đầu có số oxy hóa không. Sau phản ứng về AL trong AlNO3 3 lần có số oxy hóa cộng 3. Như vậy là tăng 3. N trong HNO3 ban đầu có số oxy hóa cộng 5. Sau phản ứng về N trong N2O có số oxy hóa cộng 1. Như vậy là giảm 4. Ở đây có 2 nguyên tử N về số oxy hóa cộng 1. Do đó chúng ta nhân 2 ở đây. Tức là giảm 8. Tăng 3 giảm 8 cho nên chúng ta có bảo toàn electron như thế này. 3 lần số mol AL bằng 8 lần số mol N2O. Ở đây 3 chính là số 3 đây. Là số oxy hóa tăng của AL. 8 số 8 đây chính là số giảm của N. Được chưa? Như vậy từ phương trình này chúng ta có được 3 nhân NAL chính là 0.2 bằng 8 NN2O chính là V chia 22.4. Từ đó chúng ta tính được V bằng 1.68 lít và chọn được đáp án C. Đấy. Đấy là phương pháp bảo toàn electron nâng cao. Ở đây, chúng ta chỉ cần chú ý đến cái sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng. Ha. Rồi, tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu thì chúng ta đạt được cái hệ thức này liền. Được chưa? Để ban đầu thì các bạn có thể bỡ ngỡ nha. Nhưng mà chúng ta làm nhiều rồi, luyện tập nhiều, thêm nhiều bài nữa thì chúng ta sẽ quen dần với các phương trình này, liên hệ này như thế này. 3NAL bằng 8NN2O. Được chưa? Đấy. Kênh cũng sẽ cố gắng biên soạn nhiều bài tập liên quan đến cái cách giải thứ ba này cho các bạn nhuần nhuyễn cái phương pháp này. Nha. Phương pháp này nó có ưu điểm là khi bạn nhìn vào đề bài, bạn chỉ cần xác định được cái số xóa tăng giảm và chúng ta giải tìm ngay được cái kết quả liền. Không cần tốn thời gian nhiều vào những cái việc này, cân bằng phương trình này hoặc là cân bằng các bán phản ứng này. Được chưa? Đấy. Kênh khuyến khích các bạn làm theo cách 3 này nha. Bởi vì bây giờ là đề bài nó ra dài. Chúng ta phải tìm cái phương án nào giải bài tập nó nhanh, nó chính xác mà nó lại hiệu quả nhất ha. Để ít tốn thời gian nhất, dành nhiều thời gian vào giải các bài tập khác nữa nha. Rồi,
các bạn xem lại bài giảng ha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng bài tập thứ 3 trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Đó là dạng bài tập phương pháp bảo toàn electron. Đối với phương pháp này, chúng ta làm theo các bước như sau. Bước 1. Viết sơ đồ phản ứng. Ở đây, chú ý trạng thái đầu và trạng thái cuối. Bỏ qua các trạng thái trung gian. Bước thứ hai, viết và cân bằng các bán phản ứng. Viết và cân bằng các bán phản ứng. Bước thứ ba, đảm bảo tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Ở đây chúng ta có được phương trình liên hệ thứ nhất. Nếu đề bài dễ thì chúng ta dừng ở đây, chúng ta giải phương trình này tìm ẩn số là số mol, rồi chúng ta đáp ứng được yêu cầu đề bài ha. Còn nếu mà đề bài cho phức tạp hơn, cho thêm các dữ kiện khác, thì ta làm thêm bước thứ tư là dựa vào các dữ kiện đề bài chúng ta lập được các phương trình liên hệ số 2, số 3, vân vân. Rồi sau đó chúng ta giải hệ phương trình. Ta tìm được ẩn số. Thường là số mol ha. Thường là số mol. Sau đó chúng ta quy đổi số mol thành các đại lượng khác theo yêu cầu của đề bài ha. Quy đổi theo yêu cầu của đề bài. Ví dụ đề bài yêu cầu quy đổi qua thể tích, tính thể tích thì chúng ta chuyển qua thể tích, tính khối lượng thì chúng ta chuyển qua khối lượng. Tính phần trăm khối lượng thì chúng ta quy đổi qua phần trăm khối lượng ha. Tùy theo yêu cầu đề bài thì chúng ta quy đổi cái số mol này ra những đại lượng khác ha. Được chưa? Đối với phương pháp bảo toàn electron thì chúng ta làm theo 5 bước như vậy. Bước thứ nhất là gì? Chúng ta viết sơ đồ phản ứng. Ở đây chúng ta chú ý đến trạng thái đầu và trạng thái cuối. Chúng ta bỏ qua các trạng thái trung gian của phản ứng đi ha. Chú ý tới trạng thái đầu và trạng thái cuối thôi. Rồi bước thứ hai quan trọng là chúng ta viết và cân bằng các bán phản ứng. Bán phản ứng cho và nhận electron đấy nha. Rồi bước thứ ba, đảm bảo tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Đây là cái lõi của cái phương pháp này. Tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Từ đó chúng ta có phương trình liên hệ đầu tiên ha. Nếu mà đề bài dễ thì tới đây là chúng ta giải phương trình, chúng ta tìm được ẩn số rồi chúng ta đáp ứng được yêu cầu đề bài liền ha. Còn nếu mà bài nó phức tạp hơn, cho thêm các dữ kiện khác, thì chúng ta dựa vào các dữ kiện đề bài để chúng ta lập các phương trình liên hệ số 2, số 3, số 4, số 5 gì đấy nữa ha. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta giải hệ phương trình để tìm ẩn số là số mol. Sau đó chúng ta quy đổi số mol này thành những cái đại lượng khác theo yêu cầu của đề bài ra ha. Được chưa? Đấy là 5 bước để chúng ta giải theo phương pháp bảo toàn electron.
Thì đối với phương pháp này chúng ta có một số chú ý sau. Chú ý nè. Đầu tiên là gì? Chúng ta không viết và cân bằng phương trình hóa học ở dạng công thức phân tử. Đấy, chú ý quan trọng của cái phương pháp này là gì? Chúng ta không viết và không cân bằng phương trình hóa học ở dạng công thức phân tử. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp này so với những phương pháp chúng ta thường làm. Ha, các phương pháp khác thì chúng ta phải đầu tiên là viết và cân bằng cái phương trình để tìm ra các ẩn số rồi để liên hệ với nhau, đúng không? Nhưng mà ở đây, bảo toàn electron, thì chúng ta không viết, không cân bằng cái phương trình này. Vì sao như vậy? Vì cái phương trình này thì nó không có electron nhường và electron nhận để chúng ta bảo toàn đâu. Nó đã bị triệt tiêu rồi, nha. Cho nên chúng ta không cần viết và không cần cân bằng cái phương trình hóa học ở dạng phân tử. Vì cái phương trình phân tử này nó không còn electron để chúng ta đảm bảo tổng E nhường và E nhận. Vì nó bị triệt tiêu, ha. Được chưa? Đấy là cái chú ý quan trọng đầu tiên của cái phương pháp này. Nó khác hẳn so với cái phương pháp chúng ta giải từ trước tới giờ, ha. Được chưa? Về nguyên tắc thì phương pháp này được sử dụng để giải các bài toán có liên quan đến phản ứng oxy hóa khử. Đấy, về nguyên tắc là như vậy. Thì chúng ta sử dụng phương pháp này để giải các bài toán có liên quan đến phản ứng oxy hóa khử. Cứ có phản ứng oxy hóa khử thì chúng ta sử dụng được phương pháp này, ha. Và chúng ta thường gặp là gì? Thường gặp ở những dạng sau. Thứ nhất là gì? Kim loại hoặc là hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit, một axit hoặc là nhiều axit. Đây là dạng toán thứ nhất. Kim loại hoặc là hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch một axit hoặc là nhiều axit. Dạng toán thứ hai thường gặp là gì? Oxit kim loại hoặc là hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với dung dịch một axit hoặc là nhiều axit. Đấy là dạng toán thứ hai chúng ta thường gặp, là oxit kim loại hoặc hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với dung dịch một axit hoặc là nhiều axit. Dạng toán thứ ba chúng ta thường gặp là gì? Hỗn hợp kim loại và oxit kim loại tác dụng với dung dịch một axit hoặc là nhiều axit. Và dạng toán thứ tư chúng ta thường gặp là gì?
kim loại mạnh. Đẩy, kim loại yếu. Ra khỏi, dùng dịch muối. Đấy là những dạng toán mà chúng ta thường gặp để sử dụng cái phương pháp bảo toàn electron này ha. Các bạn xem lại bài giảng ha. Đấy, đây là nội dung lý thuyết của phương pháp bảo toàn electron. Kênh đang biên soạn dạng bài tập phương pháp bảo toàn electron thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ra đúng dạng bài tập này, nên kênh dành ít phút để quay lại bài tập này và trình bày cho các bạn luôn ha. Bài tập như trên màn hình. Cho M gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của M là A 8,4, B 5,6, C 11,2, D 9,8. Đây là câu 66 trong đề thi chính thức mã đề thi 201, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, mới vừa thi xong sáng nay. À, như vậy thì chúng ta giải câu này như sau. Fe đề bài cho M gam tác dụng với CuSO4 dư tạo thành sản phẩm là gì? FeSO4 và Cu. Kim loại Cu người ta cho khối lượng là nhiêu? 9,6 gam. Chúng ta chuyển qua số mol luôn đi. NCu bằng 9,6 chia 64 bằng 0,15 mol. Được chưa? Đề bài yêu cầu tìm M. Bây giờ chúng ta giải theo cách thứ nhất đi ha. Đây là đề bài làm thi rồi nên chúng ta giải nhanh nha, bằng phương pháp bảo toàn electron năng cao ha. Thế thì chúng ta xác định được số sao thay đổi Fe từ 0 tăng lên cộng 2, như vậy là tăng 2. Còn Cu số sao từ cộng 2 về 0, như vậy là giảm 2. Do đó chúng ta có ngay cái bảo toàn electron năng cao là gì? 2 lần số mol Fe bằng 2 lần số mol Cu. 2 đây chính là số tăng, số oxy hóa của Fe. 2 đây chính là số giảm của số oxy hóa Cu. Được chưa? Như vậy, từ đây chúng ta có là gì? NFe bằng NCu bằng 0,15 mol. Từ đó chúng ta tính được M bằng MFe bằng 0,15 nhân 56 bằng 8,4 gam, và chọn được đáp án A. Được chưa? Đấy, trong phòng thi thì chúng ta nên làm theo cách này. À, biết được số oxy hóa thay đổi như thế nào, tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu, chúng ta đặt ngay cái biểu thức này để tính toán và chúng ta tìm được là M bằng 8,4 gam và chọn được cái đáp án A liền. À, kiếm điểm liền, nhanh, gọn lẹ. À, được chưa? Đấy, đấy là cái cách thứ nhất nha, làm nhanh. Rồi, bây giờ cũng bài tập này chúng ta giải theo cách thông thường, cách 2 đi ha. Cách 2, cách thông thường. Đấy, cách thông thường chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta phải viết cái phương trình phản ứng xảy ra. Fe cộng CuSO4 tạo thành FeSO4 cộng Cu. Được chưa? Cu đây, SO4 đây người ta cho dư. Rồi, tiến hành cân bằng cái phương trình này. Phương trình này là... Rồi, cân bằng luôn rồi, đúng không? Rồi, bước thứ ba là chúng ta đặt các đại lượng vào để tính toán. Cụ thể ở đây là gì? Đặt số mol của Cu sinh ra là 0,15 mol vào để tính toán. Thì số mol Fe tham gia ở đây là bao nhiêu? Từ phương trình ta có là gì? NFe bằng NCu bằng 0,15 mol. Do CuSO4 dư nên cái Fe này phản ứng hết đấy, được chưa? Như vậy thì ta tính được cái khối lượng M chính là bằng M Fe bằng 0,15 nhân 56 bằng
8,4 gram. Và chúng ta chọn được đáp án A. Đấy, được chưa? Đấy là cách thứ hai chúng ta giải bài tập này. Bằng cách là gì? Viết và cân bằng phương trình phản ứng xảy ra như thế nào, sản phẩm tạo thành là gì. Rồi sau đó đặt cái đại lượng đã biết vào tính toán đại lượng chưa biết, được chưa? Rồi, cũng bài tập này, chúng ta giải thêm một cách nữa ha. Cách thứ ba đi. Cách này là bảo toàn electron cơ bản. Bảo toàn electron cơ bản thì sao? Đầu tiên, chúng ta có quá trình nhường electron như sau. Fe. Ban đầu có số xóa, không. Sau phản ứng về, Fe có số xóa cộng 2. Như vậy là cộng 2E. Còn quá trình nhận electron là Cu có số xóa cộng 2 trong CuSO4. Sau phản ứng về Cu có số xóa 0. Như vậy là phải cộng 2E. Sau đó chúng ta tính toán số mol electron nhường và số mol electron nhận. Ở đây, số mol electron nhận tính toán dựa vào số mol Cu sinh ra, 0,15 mol. Như vậy thì số mol electron nhận ở đây là bao nhiêu? Chính là 2 nhân 0,15 mol. Được chưa? Còn số mol electron nhường tính toán dựa vào số mol Fe. Ở đây chính là M chia 56. Như vậy thì số mol electron nhường ở đây là bao nhiêu? Chính là 2 nhân M chia 56. Từ đó chúng ta có bảo toàn electron như sau. Tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Điều này có nghĩa là gì? 2 nhân M chia 56 bằng 2 nhân 0,15. 2 nhân M chia 56, đây, chính là số mol electron nhường. 2 nhân 0,15, đây, chính là số mol electron nhận. Số mol electron nhường phải bằng số mol electron nhận. Thế thì từ đây ta tính được ngay cái M bằng 8,4 gram. Và chúng ta chọn được đáp án. À, đấy. Như vậy bài toán này giải theo 3 cách. Cách nào cũng được. À, nào cũng được điểm hết nha. Được chưa? Đấy. Nhưng kênh khuyến khích các bạn là gì? Nên làm theo cách thứ nhất này. À, chúng ta đọc đề lên. Chúng ta xác định số xóa tăng giảm bao nhiêu. Chúng ta đạt được cái biểu thức này và tính toán ngay liền. Không cần phải viết phương trình này ra như thế nào. Không cần phải viết nó nhường bao nhiêu electron, nhận bao nhiêu electron. Nha, được chưa? Cái cách này là nhanh nhất. Cách thứ nhất này, nhanh nhất này, được chưa? Đấy, bài tập như trên màn hình. Hòa tan hoàn toàn 11,00 gram hỗn hợp X gồm hai kim loại aluminum Al và iron Fe bằng dung dịch HNO3 dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít ở điều kiện tiêu chuẩn hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO2. Tỷ khối của Y so với H2 là 22,5. Phần trăm khối lượng của aluminum và iron trong hỗn hợp X lần lượt là A. 43,05% và 56,95%. B. 37,86% và 62,14%. C. 22,58% và 74,42%. D. 49,09% và 50,91%. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hỗn hợp X có khối lượng là 11,00 gram, gồm hai kim loại là Al và Fe, cho tác dụng với HNO3 dư. Sản phẩm chính tạo thành là gì? AlNO3 3 lần, FeNO3 3 lần, khí N2O và khí NO2. Hỗn hợp khí N2O và NO2 được gọi là hỗn hợp Y, có thể tích là 4,48 lít điều kiện tiêu chuẩn. Vậy chúng ta tính cái số mol của nó luôn đi. Chính là 4,48 chia 22,4 bằng 0,2 mol.
và tỷ khối của y đối với H2 bằng 22,5. Rồi đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của aluminum và iron trong hỗn hợp X là bao nhiêu. Đầu tiên chúng ta giải bài tập này theo cách thứ nhất ha. Dùng phương pháp bảo toàn electron cơ bản. Thế đầu tiên chúng ta phải xác định số oxy hóa thay đổi như thế nào trước và sau phản ứng. Al ban đầu có số oxy hóa 0 sau phản ứng về số oxy hóa cộng 3 trong AlNO3 3 lần. Fe ban đầu có số oxy hóa 0 sau phản ứng về Fe trong FeNO3 tất cả 3 lần có số oxy hóa cộng 3. N trong HNO3 ban đầu có số oxy hóa cộng 5 sau phản ứng về N trong N2O có số oxy hóa cộng 1. N trong HNO3 có số oxy hóa cộng 5 còn về N trong NO2 có số oxy hóa cộng 4. Tiếp theo chúng ta viết các bán phản ứng nhường và nhận electron. Ở đây chúng ta có hai cái quá trình nhường electron. Đầu tiên là gì? Al ban đầu có số oxy hóa 0. Sau phản ứng về Al có số oxy hóa cộng 3. Như vậy là phải cộng 3E. Bán phản ứng thứ hai, Fe, ban đầu có số oxy hóa 0. Sau phản ứng về Fe có số oxy hóa cộng 3. Như vậy là phải cộng 3E. Còn quá trình nhường electron chúng ta cũng có hai quá trình. Đầu tiên là gì? N trong HNO3 có số oxy hóa cộng 5. Sau phản ứng về N2 trong khí N2O có số oxy hóa cộng 1. Từ cộng 5 về cộng 1 tức là nhận 4E. Nhưng ở đây chúng ta thấy có hai nguyên tử N về số oxy hóa cộng 1. Do đó chúng ta nhân 2 ở đây và nhân 2 ở đây. 2. 2 nhân. Bán phản ứng thứ hai, N có số oxy hóa cộng 5 trong HNO3. Sau phản ứng về N trong khí NO2 có số oxy hóa cộng 4. Như vậy là cộng 1E. Đấy. Ở đây chúng ta có hai quá trình nhường electron và hai quá trình nhận electron. Được chưa? Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải tìm cái số mol electron nhường và số mol electron nhận để áp dụng cái bảo toàn electron. Thế thì số mol electron nhận ở đây chúng ta tính toán dựa vào số mol khí N2O và khí NO2 sinh ra. Ở đây đề bài không cho sẵn cái số mol của N2O là bao nhiêu, số mol NO2 là bao nhiêu, mà đề bài cho là gì? Cho qua một cái mối liên hệ khác là gì? Thể tích của cái hỗn hợp Y này, tỷ khối của Y so với H2 là 22,5. Rồi như vậy, cứ gặp những cái bài tập mà nó cho cái hỗn hợp khí mà có thể tích và có tỷ khối là chúng ta xử lý đưa về số mol hết để chúng ta tính toán ha. Vậy đầu tiên chúng ta làm cái bước xử lý số liệu nha. Xử lý số liệu. Ở đây nếu chúng ta gọi A là số mol của khí N2O, B là số mol của khí NO2 trong hỗn hợp Y, thì chúng ta có ngay cái phương trình đầu tiên là gì? A cộng B, tổng số mol của nó là bằng 0,2 mol. Ta đặt đây là phương trình số 1 đi. Rồi, phương trình số 2 chúng ta dựa vào cái tỷ khối của hỗn hợp Y so với khí H2 bằng 22,5. Như vậy chính là khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y chính là bằng 22,5 nhân 2. Từ đó chúng ta có được cái phương trình thứ hai là gì? 44A cộng 46B chia cho A cộng B bằng 45. Đây là phương trình số 2. Giải hai phương trình này chúng ta tìm được giá trị A bằng 0,1 mol và B bằng 0,1 mol. Như vậy là gì? Số mol khí N2O là 0,1 mol và số mol khí NO2 là 0,1 mol. Chúng ta đặt vào đây để tính toán số mol electron nhận.
0,1 mol khí N2O. Thế thì số mol nitrit trong nhận ở đây là bao nhiêu? Chính là 8 nhân 0,1 mol. Còn số mol electron nhận ở bán phản ứng dưới tính toán dựa vào số mol khí NO2 sinh ra là 0,1 mol. Thế thì số mol electron nhận ở đây là bao nhiêu? Chính là 1 nhân 0,1 mol. Được chưa? Còn số mol electron nhường chúng ta tính toán dựa vào số mol của Al và số mol của Fe trong hỗn hợp X. Nếu chúng ta gọi X là số mol của Al, Y là số mol của Fe trong hỗn hợp X, thì đề bài cho HNO3 dư, cho đó cái Al và Fe phản ứng hết, cho đó chúng ta có quyền đặt số mol vào để chúng ta tính toán. Thế thì số mol electron nhường ở đây là bao nhiêu? Chính là 3X mol. Và số mol electron nhường ở bán phản ứng phía dưới là bao nhiêu? Cũng chính là 3Y mol. Được chưa? Như vậy chúng ta có cái bảo toàn electron như sau. Tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Điều này có nghĩa là gì? 3X cộng 3Y bằng 8 nhân 0,1 cộng 1 nhân 0,1. 3X, đây, chính là số mol electron nhường của bán phản ứng này. 3Y, đây, chính là số mol electron nhường của bán phản ứng này. 8 nhân 0,1, đây, chính là số mol electron nhận của bán phản ứng sinh ra khí N2O. 1 nhân 0,1, đây, chính là số mol electron nhận của bán phản ứng sinh ra khí NO2. Như vậy, chúng ta có là phương trình liên hệ đầu tiên là gì? 3X cộng 3Y bằng 0,9. Chúng ta đặt đây là phương trình số 3. Dữ kiện tiếp theo chúng ta khai thác chính là cái khối lượng của hỗn hợp X 11,00g. MX bằng 11,00g. Do đó chúng ta có cái phương trình liên hệ là gì? 27X cộng 56Y bằng 11,00. Ta đặt đây là phương trình số 4. Giải hệ phương trình 3 và 4 chúng ta có được cái số mol X bằng 0,2 mol và Y bằng 0,1 mol. Từ đó chúng ta tính được cái phần trăm khối lượng của Al, chính là khối lượng của nó chia khối lượng hỗn hợp nhân 100. Thay số vào, số mol của nó là 0,2 nhân khối lượng phân tử 27 chia cho khối lượng hỗn hợp là 11,00 nhân 100, thì chúng ta tính được cái giá trị là 49,09%. Và chúng ta suy ra được cái phần trăm khối lượng của Fe còn lại là gì? 100,00% trừ 49,09% thì chính là 50,91%. Và chúng ta chọn được cái đáp án D. Được chưa? Đây, đáp án D. 49,09 và 50,91. Ở đây chúng ta có thể tính cái phần trăm của khối lượng của Fe trước cũng được. Chính là gì? Khối lượng của nó chia khối lượng hỗn hợp nhân 100. Thay số vào, số mol của nó là 0,1 nhân 56 chia cho 11,00 nhân 100 bằng 50,91%. Và từ đó chúng ta suy ra được cái phần trăm khối lượng của Al sẽ bằng 100,00% trừ 50,91% bằng 49,09%. Và chúng ta chọn được cái đáp án D. Được chưa? Đấy. Đấy là cách thứ nhất chúng ta giải bài tập này dựa vào phương pháp bảo toàn electron K.
cơ bản. Thế đối với phương pháp này, đầu tiên chúng ta phải viết và cân bằng các bán phản ứng nhường và nhận electron như thế này. Ở đây chúng ta có hai quá trình nhường và hai quá trình nhận, được chưa? Tiếp theo là chúng ta đặt các đại lượng vào tính toán, cụ thể là gì? Khi số mol electron nhận ở đây, tính toán dựa vào cái số mol khí sinh ra N2O bao nhiêu, NO2 bao nhiêu. Ở đây đề bài không cho sẵn cái số mol này, mà cho qua cái dữ kiện là gì? Cái khí này nè, nằm trong hỗn hợp Y có thể tích là 4,48 và tỷ khối là 22,5 so với khí H2. Thì đối với những cái dạng bài tập mà cái hỗn hợp khí có thể tích và có tỷ khối á, là chúng ta chuyển qua số mol liền. Chúng ta xử lý cái hai cái số liệu thô này để chúng ta chuyển qua số mol. Và chúng ta đặt vào phương trình để tính toán. Được chưa? Rồi, còn số mol electron nhường thì chúng ta tính toán dựa vào số mol của Al và Fe có trong cái hỗn hợp X. Và cuối cùng chúng ta tìm được cái đáp án là phần trăm khối lượng Al là 49,09% và phần trăm khối lượng của Fe là 50,91%. Chọn được cái đáp án D. Được chưa? Rồi, bây giờ cũng bài tập này chúng ta giải theo cách thứ hai ha. Cách thứ hai gọi là cách thông thường. Thế thì đối với cách thông thường chúng ta giải như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta phải viết phương trình nó xảy ra như thế nào. Sản phẩm tạo thành là gì? Chúng ta viết ra hết. Ha. Al cộng HNO3 tạo thành sản phẩm là gì? Al NO3 3 lần cộng khí N2O và cộng H2O. Chúng ta đặt đây là phương trình số 1 đi. Tiếp theo chúng ta cân bằng phương trình này. Al ban đầu có số sót 0. Sau phản ứng về số sót cộng 3 trong AlNO3 3 lần, như vậy là tăng 3. N trong HNO3 ban đầu có số sót cộng 5. Sau phản ứng về N trong N2O có số sót cộng 1, như vậy là giảm 4. Nhưng ở đây chúng ta thấy có là hai cái nguyên tử N và số sót cộng 1, do đó chúng ta phải nhân 2 ở đây. Tức là nó giảm 8. Một cái tăng 3, một cái giảm 8 để đảm bảo tổng E nhường và E nhận thì chúng ta nhân chéo hệ số lên. 8 nhân lên đây, 3 nhân lên đây, chúng ta đặt các hệ số vào. 8, 3. 8 AlNO3 thì 8 Al ban đầu. Kiểm tra N, 3 x 2 là 6N ở đây. 8 x 3 24N nữa, 24 với 6 là 30, chúng ta đặt hệ số 30 trước HNO3. 30 HNO3 thì 15 H2O. Như vậy phương trình đầu tiên đã được cân bằng với các hệ số là gì? 8Al cộng 30 HNO3 tạo thành 8AlNO3 3 lần cộng 3N2O cộng 15 H2O. Phương trình thứ hai tạo ra khí NO2 Al cộng HNO3 tạo thành sản phẩm là AlNO3 3 lần cộng khí NO2 cộng H2O. Đây là phương trình số 2. Chúng ta cân bằng phương trình này. Al ban đầu 0 về Al cộng 3 trong AlNO3 3 lần. N ban đầu có số sót cộng 5 trong HNO3. Sau phản ứng về số sót cộng 4 trong NO2. Như vậy là giảm 1. Còn Al là tăng 3. Một cái tăng 3, một cái giảm 1. Để đảm bảo tổng E nhường bằng E nhận thì chúng ta nhân chéo cái hệ số lên. 1 nhân đây, phải đặt ha. 3 nhân đây, đặt hệ số 3 trước NO2. 3N ở đây, với 3N ở đây nữa là 6, chúng ta đặt hệ số 6 trước HNO3. 6 HNO3 thì 3 H2O. Như vậy phương trình thứ hai đã được cân bằng với các hệ số là gì? Al cộng 6 HNO3 tạo thành AlNO3 3 lần cộng 3 lần NO2 cộng 3 lần H2O. Rồi phương trình thứ ba là gì? Fe tác dụng với HNO3 tạo thành sản phẩm là gì? FeNO3 3 lần cộng khí N2O và H2O. Đặt đây là phương trình số 3. Chúng ta tiến hành cân bằng phương trình này. Fe ban đầu 0, sau phản ứng về cộng 3 trong FeNO3 3 lần, như vậy là tăng 3. N ban đầu cộng 5, sau phản ứng về cộng 1 trong N2O, như vậy là giảm 4. Như ở đây chúng ta thấy có hai cái nguyên tử N và số sót cộng 1, do đó chúng ta nhân 2 ở đây.
tức là nó giảm 8. Một cái tăng 3, một cái giảm 8 để đảm bảo tổng E nhường bằng tổng E nhận thì chúng ta nhân chéo hệ số 8 nhân đây, 3 nhân lên đây. Chúng ta đặt các hệ số vào 8, 3. 8 FN 3 3 lần thì 8 FP ban đầu. 3 x 2 là 6 N ở đây, với 8 x 3 là 24 N ở đây nữa là 30. Chúng ta đặt hệ số 30 trước HNO3. 30 HNO3 thì 15 H2O. Như vậy phương trình thứ 3 đã được cân bằng với các hệ số là gì? 8 FE cộng 30 HNO3 tạo thành 8 FENO3 3 lần cộng 3 N2O cộng 15 H2O. Phương trình thứ 4 sinh ra khí NO2 FE cộng HNO3 tạo thành sản phẩm là FeNO3 3 lần cộng khí NO2 và H2O. Đây là phương trình thứ 4. Chúng ta tiến hành cân bằng phương trình này. Fe ban đầu là số 6 không sau phản ứng về số 6 cộng 3 trong FeNO3 3 lần. N ban đầu có số 6 cộng 5 trong HNO3 sau phản ứng về số 6 cộng 4 trong NO2. Như vậy là giảm 1. Còn Fe là tăng 3. Một cái tăng 3, một cái giảm 1. Để đảm bảo tổng E nhường bằng tổng E nhận thì chúng ta nhân chéo hệ số 1 nhân đây, khỏi để ha, 3 nhân đây, đặt hệ số 3 trước NO2. 3N ở đây, với 3N ở đây là 6, chúng ta đặt hệ số 6 trước HNO3. 6HNO3 thì 3H2O. Như vậy phương trình thứ 4 đã được cân bằng với các hệ số là gì? Fe cộng 6HNO3 tạo thành FeNO3 3 lần cộng 3NO2 và 3 lần H2O. Sau khi có được các phương trình như thế này thì chúng ta đặt các đại lượng vào để chúng ta tính toán. Cụ thể ở đây, nếu chúng ta gọi số mol của Al và Fe tham gia ở phản ứng 1, phản ứng 2, phản ứng 3, phản ứng 4 lần lượt là X, Y, Z và T. Thế thì chúng ta tính toán cái số mol khí N2O sinh ra ở phản ứng 1 là bao nhiêu? Ở đây chính là 3X chia 8 mol. Được chưa? Số mol khí NO2 sinh ra ở phản ứng thứ 2 là bao nhiêu? Chính là 3Y mol. Số mol khí N2O sinh ra ở phản ứng thứ 3 là bao nhiêu? Chính là 3Z chia 8 mol. Và số mol khí NO2 sinh ra ở phản ứng thứ 4 là bao nhiêu? Chính là 3T mol. Được chưa? Như vậy theo phương trình phản ứng thì cái số mol khí N2O nó sinh ra ở hai phản ứng 1 và 3. Còn số mol khí NO2 là nó sinh ra ở hai phản ứng 2 và 4. Thì chúng ta tìm được theo số mol của Al và số mol của Fe. Còn đề bài cho là gì? Cái số mol của NO2 và N2O là bao nhiêu? Thế thì nó không cho sẵn cái số mol này, mà nó cho là qua cái hỗn hợp Y có cái thể tích là 4,48 lít và cái tỷ khối của Y so với H2 là 22,5. Như vậy chúng ta xử lý hai cái số liệu thô này để chúng ta tìm được cái số mol N2O và NO2 trong cái hỗn hợp Y này. Được chưa? Như vậy chúng ta làm một cái bước xử lý số liệu để chúng ta tìm cái số mol của N2O là bao nhiêu, số mol của NO2 là bao nhiêu. Được chưa? Xử lý số liệu. Thế thì nếu chúng ta gọi A là số mol của N2O, B là số mol của NO2 trong hỗn hợp Y. Thế thì chúng ta có ngay phương trình đầu tiên là gì? A cộng B bằng 0,4 mol. Được chưa? Chúng ta đặt đây là phương trình số 5 đi. Ha. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Cái tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 đề bài cho là 22,5. Từ đó chúng ta có khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y chính là 22,5 nhân cho 2. Do đó chúng ta có được cái biểu thức liên hệ là gì? 44A cộng 46B chia cho A cộng B bằng 45. Ta đặt đây là phương trình số 6. Giải phương trình 5 và phương trình 6 thì chúng ta có ngay được A bằng 0,1 mol và B bằng
0.1 mol. Đấy. Tức là cái bước xử lý số liệu thô này thì chúng ta tìm được cái số mol N2O bằng số mol NO2 và bằng 0.1 mol. Được chưa? Như vậy, ở đây chúng ta có phương trình liên hệ là gì? Cái N của N2O là bằng 0.1 mol. Điều này có nghĩa là gì? NN2O thì chính là 3X chia 8 cộng 3Z chia 8 bằng 0.1. Chúng ta đặt đây là phương trình số 7 đi. À, được chưa? Còn cái số mol của NO2 bằng 0.1 mol. Điều này có nghĩa là gì? 3Y cộng 3T bằng 0.1. Chúng ta đặt đây là phương trình số 8. Được chưa? Đây chúng ta giải thích về phương trình này xíu. Đối với phương trình số 8 ha. Số mol khí NO2 chúng ta tính được ở đây là gì? Chính là B là 0.1 mol. Mà số mol khí NO2 thì nó sinh ra ở hai phản ứng là gì? Phản ứng số 2 và phản ứng số 4. Ở phản ứng số 2 chính là 3Y mol. Và phản ứng số 4 chính là 3T mol. Do đó 3Y cộng 3T bằng 0.1. Còn số mol khí N2O chúng ta tính toán được là 0.1 mol. Điều này có nghĩa là gì? Số mol khí N2O nó sinh ra từ phản ứng số 1 và sinh ra từ phản ứng số 3. Ở phản ứng số 1 là 3X chia 8 mol. Ở phản ứng số 3 chính là 3Z chia 8 mol. Như vậy 3X chia 8 cộng 3Z chia 8 phải bằng 0.1. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái dữ kiện là gì? Cái khối lượng của hỗn hợp X là 11.00 gram. Do đó chúng ta có một liên hệ nữa là gì? Khối lượng của hỗn hợp X bằng 11.00 gram. Điều này có nghĩa là gì? 27 nhân cho X cộng Y cộng 56 nhân cho Z cộng T bằng 11. Chúng ta đặt đây là phương trình số 9. Được chưa? X cộng Y chính là cái số mol của Al tham gia ở phản ứng 1 và 2. Chính là số mol của Al trong hỗn hợp X. Z cộng T chính là số mol của Fe tham gia ở phản ứng 3 và 4. Cũng chính là số mol của Fe có trong cái hỗn hợp X. Như vậy, chúng ta có được cái 3 phương trình 7, 8 và 9. Dữ kiện đề bài chúng ta khai thác hết rồi. Cụ thể là chúng ta đã khai thác số mol khí N2O, khí NO2 và cái khối lượng hỗn hợp X. Đề bài không còn dữ kiện nào để chúng ta khai thác nữa hết. Nhưng ở đây chúng ta mới tìm được có 3 phương trình liên hệ là phương trình 7, phương trình 8 và phương trình 9. Trong khi đó nó có tới 4 ẩn là X, Y, Z, T. Như vậy thì làm như thế nào? Việc giải và tìm từng ẩn X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu, Z bằng bao nhiêu, T bằng bao nhiêu là không thể rồi. Đúng chưa? Tại vì có 3 phương trình mà có tới 4 ẩn thì không thể nào mà tìm ra từng ẩn cụ thể là bao nhiêu. Như vậy thì sao? Chúng ta làm thêm một cái bước định hướng này để chúng ta giải cái bài tập này. Đúng chưa? Chứ không tới đây là nó sẽ rối. Vậy chúng ta định hướng như thế nào? Đề bài yêu cầu là gì? Tính phần trăm khối lượng của từng kim loại, đúng không? Ví dụ phần trăm khối lượng của Al đi. Thế thì chúng ta tính dựa vào công thức là gì? Khối lượng của Al chia khối lượng hỗn hợp X nhân 100. Đúng chưa? Thế thì khối lượng Al chính là gì? 27 nhân cái số mol của Al chia cho cái khối lượng hỗn hợp X chúng ta biết là gì? 11.00 nhân 100. Đúng không? Thế thì số mol của Al chính là gì? X cộng Y chia cho 11.00 nhân 100. Như vậy, đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của Al. Thế thì chúng ta phải tìm được cái tổ hợp là gì? X cộng Y. Chứ không cần tính X là bao nhiêu, Y là bao nhiêu, cụ thể từng số như thế nào. Ha. Chúng ta tính luôn cái X cộng Y này. Do đó, từ cái định hướng này thì chúng ta, nhiệm vụ bây giờ là chúng ta phải tìm cho được cái tổ hợp X cộng Y này bằng bao nhiêu dựa vào ba cái phương trình này. Được chưa?
Đây, đấy là chúng ta định hướng để chúng ta tìm. Như vậy, từ cái định hướng đó thì chúng ta làm các phép biến đổi toán học ha, ở ba phương trình 7, 8 và 9 để chúng ta tìm ra cái x cộng y. Thế thì biến đổi toán học như thế nào? Đầu tiên, để mất cái phân số 8 này đi, thì chúng ta nhân 8 2 với cái phương trình 7. Được chưa? Lấy 8 nhân nè 8 và phương trình 7 ha. Thế thì chúng ta có cái gì? Ta có là 3x cộng 3z bằng 0,8. Được chưa? Chúng ta đặt đây là phương trình 7.1 đi ha. Rồi, biến đổi thứ hai là gì? Chúng ta lấy cái chúng ta làm chậm cho các bạn hiểu luôn nha. 7.1 chúng ta cộng với cái phương trình 8. Thế thì chúng ta có cái gì? Chậm nha. 3x cộng 3z cộng 3y cộng 3t bằng 0,8 cộng 0,1. Chúng ta biến đổi. Nhóm nó lại. 3x cộng 3y tức là 3x cộng y. 3z cộng 3t tức là 3z cộng t bằng 0,9. Được chưa? Rồi, biến đổi tiếp một phép nữa ha. Tức là gì? X cộng y chia cho 3 ha, hai vế đó. Z cộng t bằng 0,3. Từ đó chúng ta có được cái z cộng t sẽ bằng 0,3 trừ đi x cộng y. Được chưa? Chúng ta đặt đây là phương trình 8.1 đi. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta làm một phép biến đổi nữa là gì? Thay cái 8.1 này vào phương trình 9. Đây chúng ta có cái gì? 27 x cộng y cộng 56 z cộng t tức là gì? 0,3 trừ đi x cộng y bằng 11. Triển khai ra chúng ta có là gì? 16,8 trừ 29 x cộng y bằng 11. Làm thêm bước nữa, ta có ngay x cộng y sẽ bằng 0,2. Và chúng ta đặt đây là phương trình 9.1. Đúng chưa? Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta đã tìm được là gì? X cộng y bằng 0,2. Chúng ta thay vào đây. À, chúng ta tìm được cái phần trăm khối lượng của AL. Được chưa? Như vậy, ta tính được cái phần trăm khối lượng của AL chính là bằng khối lượng của AL chia khối lượng hỗn hợp X nhân 100. Chúng ta thay số vào. Khối lượng AL chính là 27 nhân số mol của AL là X cộng Y chia cho khối lượng hỗn hợp chính là 11 nhân 100. Như vậy là gì? Thay số 27 nhân 0,2 chia 11 nhân 100 bằng 49,09%. Và chúng ta suy ra được cái phần trăm khối lượng của FE sẽ bằng 100,00% trừ 49,09% bằng 50,91%. Và chúng ta có được cái đáp án D. Được chưa? Đấy. Đây là cái cách thông thường để chúng ta giải cái bài tập này. Tức là gì? Đầu tiên chúng ta phải viết và cân bằng các phương trình phản ứng xảy ra như thế nào. Nó tạo ra khí N2O như thế nào, NO2 như thế nào. Chúng ta viết ra hết. Cụ thể đây là có 4 cái phương trình này. Viết và cân bằng. Rồi cái thứ hai là gì? Chúng ta phải xử lý cái số liệu thô ban đầu để chúng ta tìm được cái số mol khí N2O và khí NO2. Từ đó, tính toán cái số mol khí N2O và NO2 theo phương trình này phụ thuộc vào cái số mol của AL và FE tham gia phản ứng, thì chúng ta có cái phương trình liên hệ là gì? Số 7, số 8.
Tiếp theo nữa, chúng ta khai thác cái dữ kiện đề bài là khối lượng hỗn hợp X là 11 gram. Chúng ta có cái phương trình số 9. Đến đây thì chúng ta hết dữ kiện để khai thác. Và chúng ta gặp một vấn đề là gì? Có 3 phương trình liên hệ, nhưng mà có tới 4 ẩn như thế này. Thế thì việc tìm ra từng ẩn cụ thể X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu, Z bằng bao nhiêu, T bằng bao nhiêu là không thể. Thì 4 phương trình 4 ẩn thì mới có thể tìm được, chứ 3 phương trình 4 ẩn thì không thể tìm được. Đúng chưa? Như vậy chúng ta phải có một cái bước định hướng. Bước định hướng thì sao? Đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của AL. Thế thì phần trăm khối lượng AL chúng ta tính như thế này. Thế thì đến cuối cùng nó sẽ tìm được cái gì? Cái tổng hợp cái tổ hợp là X cộng Y. Như vậy muốn tìm phần trăm cái AL chúng ta phải tìm được cái X cộng Y là bao nhiêu. Và X cộng Y này chúng ta tìm bằng cách biến đổi toán học ba cái phương trình này. À, qua các phép biến đổi như thế này. Thế này chúng ta giải chậm để các bạn hiểu bài luôn. À, thì chúng ta sẽ tìm được X cộng Y là 0.2. Và từ đó chúng ta tính được cái phần trăm khối lượng của AL là bao nhiêu đây. Và phần trăm khối lượng của FE là bao nhiêu đây. Và chúng ta chọn được cái đáp án D. Đấy, cách thông thường là chúng ta làm như vậy. Thế các bạn thấy giữa hai cách thấy cách thông thường làm tốn rất là nhiều thời gian à. À, rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức và rất là nhiều cái kỹ năng để giải cái bài tập này. Còn phương pháp bảo toàn electron thì sao? Thì chúng ta chỉ cần viết và cân bằng các bán phản ứng nhường nhận là chúng ta có ngay cái bảo toàn electron. À, rồi sau đó khai thác thêm cái dữ kiện là khối lượng của hỗn hợp là chúng ta giải cái hệ phương trình này chúng ta có được ngay. À, hai cách này khi giải gặp những bài tập như thế này thì chúng ta mới thấy cái sức mạnh của cái phương pháp bảo toàn electron. À, đưa về bài toán giải một cách đơn giản, rõ ràng ha, được chưa? Còn cái giải theo cách thông thường thì rất là phức tạp. Và các bạn nào không cứng về toán học thì khó mà biến đổi để đưa về tìm được như thế này. Nha. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ cũng bài tập này. Chúng ta giải thêm một cách thứ ba nữa ha. Mới thấy cái sức mạnh khủng khiếp của cái phương pháp bảo toàn electron này. Cách 3. Cái đầu tiên chúng ta giải thì chúng ta tóm tắt lại cái đề đi ha. Hỗn hợp X. Đề bài cho 11.00 gram. Gồm hai kim loại là gì? AL và FE. Cho tác dụng với lại HNO3 dư. Sản phẩm chính là gì? AlNO3 tất cả 3 lần. FeNO3 3 lần. Hỗn hợp khí N2O và khí NO2. Cái N2O và cái NO2 đây người ta gọi là cái hỗn hợp Y. Trong đó cái thể tích của Y là 4.48 lít ở điều kiện tiêu chuẩn thì tương đương với cái số mol của Y chính là 0.2 mol. Còn cái tỷ khối của Y đối với H2 người ta cho là 22.5, được chưa? Đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của AL và FE có trong cái hỗn hợp X là bao nhiêu. Thế thì đối với cách thứ ba này, bảo toàn electron lăng cao này thì chúng ta không cần viết và cân bằng các phương trình ở dạng phân tử như thế này. Không cần. À. Rồi, chúng ta cũng không cần viết và cân bằng các bán phản ứng nhường và nhận electron như thế này. Không cần luôn. À. Điều duy nhất ở đây là chúng ta chú ý đến cái sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng của các nguyên tử. Cụ thể ở đây là gì? Cái AL ban đầu có số oxy hóa 0. Sau phản ứng về số xóa cộng 3 trong AlNO3 3 lần, như vậy là nó tăng 3. Fe ban đầu có số xóa 0, sau phản ứng về số xóa cộng 3 trong FeNO3 3 lần, như vậy cũng tăng 3. N ban đầu có số xóa cộng 5, trong HNO3 sau phản ứng về N2O có số xóa cộng 1, như vậy là giảm 4. Nhưng ở đây chúng ta thấy cả hai cái nguyên tử N về số xóa cộng 1, do đó chúng ta nhân 2 ở đây. Nhân 2. Tức là nó giảm 8. N có số xóa cộng 5, còn về N có số xóa cộng 4 trong NO2. Như vậy là nó giảm 1. Ở đây chúng ta thấy có hai quá trình tăng. Một cái tăng 3, một cái dưới cũng tăng 3. Hai quá trình giảm, một cái giảm 8, một cái giảm 1. Như vậy chúng ta có được cái biểu thức của bảo toàn electron nâng cao là gì? 3 lần số mol của AL cộng 3 lần số mol của Fe bằng 8 lần số mol khí N2O và cộng 1 lần số mol khí
NO2. 3 đây, chính là đây, là số tăng số oxy hóa của Al. 3 đây, chính là đây, chính là số tăng số oxy hóa của Fe. 8 đây, chính là đây, chính là số giảm số oxy hóa của N trong N2O. 1 đây, chính là đây, chính là số giảm số oxy hóa của N trong NO2. Được chưa? Như vậy là gì? Ở đây chúng ta có cái phương trình liên hệ như thế này. Được chưa? Và chúng ta thấy là gì? Cái số mol Al và số mol Fe nó phụ thuộc vào số mol của khí N2O và khí NO2. Được chưa? Đấy. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tìm cái số mol khí N2O, khí NO2 là bao nhiêu để chúng ta ráp vào phương trình này. Được chưa? Đây, chúng ta đặt đây là phương trình số 1 đi. Thì bây giờ cái số mol khí N2O và khí NO2 đề bài không cho sẵn, mà cho là gì? Cái thể tích của hỗn hợp Y, tức là thể tích của N2O và NO2 là 4,48 và tỷ khối của nó là đối với H2 là 22,5. Do đó chúng ta phải xử lý cái số liệu này để đưa về số mol của N2O là bao nhiêu. Được chưa? NO2 là bao nhiêu? Để chúng ta ráp vào cái phương trình này. Thế thì nếu chúng ta gọi A là số mol của khí N2O, B là số mol của khí NO2, thì chúng ta có ngay phương trình đầu tiên là gì? A cộng B bằng 0,4 mol, đúng không? Ta đặt đây là phương trình số 2 đi. Phương trình thứ hai là gì? Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 bằng 22,5. Thế điều này có nghĩa là gì? Cái khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y bằng 22,5 nhân 2. Thì điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có cái phương trình liên hệ là gì? 44A cộng 46B chia cho A cộng B bằng 45. Đây phương trình thứ 3 đi. Giải hệ phương trình 2 và 3 chúng ta có được A bằng 0,1 mol và B bằng 0,1 mol. Được chưa? A đây chính là số mol của N2O. Đây. B bằng 0,1. Đây. Chính là số mol của NO2. Chúng ta thay vào phương trình số 1. Và nếu chúng ta gọi X là số mol của Al trong hỗn hợp X, Y là số mol của Fe có trong hỗn hợp X, thì phương trình số 1 chúng ta biểu diễn lại như sau. 3X cộng 3Y sẽ bằng 8 nhân 0,1 cộng 1 nhân 0,1. Điều này có nghĩa là gì? X cộng Y sẽ bằng 0,3. Ta đặt đây là phương trình số 4 đi. Được chưa? Rồi, bây giờ còn một dữ kiện đề bài là gì? Cái khối lượng hỗn hợp X là 11 gram này. Để chúng ta khai thác cái dữ kiện này. MX bằng 11,00 gram. Do đó chúng ta có được cái phương trình thứ hai là gì? 27X cộng 56Y bằng 11. Đây phương trình số 5. Được chưa? Thế thì giải hệ hai phương trình này thì chúng ta có được cái giá trị X bằng 0,2 mol và Y bằng 0,1 mol. Đấy. Được chưa? Từ đây chúng ta tính được cái phần trăm khối lượng của Al ở trong hỗn hợp, chính là khối lượng của Al chia khối lượng hỗn hợp X nhân 100 bằng số mol của nó 0,2 nhân khối lượng phân tử 27 chia 11 nhân 100. Tính ra là gì? 49,09%. Và chúng ta suy ra được cái phần trăm khối lượng của Fe còn lại là bao nhiêu? 100,00% trừ đi 49,09% bằng 50,91%. Và chúng ta chọn được cái đáp án D. Được chưa? Đấy. Đấy là cách thứ 3 để chúng ta giải cái bài tập này. Cách thứ 3. Thế thì cách này các bạn thấy nó đơn giản, vô cùng đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần đọc đề lên, xác định số xóa tăng bao nhiêu, giảm bao nhiêu, bao nhiêu quá trình tăng, bao nhiêu quá trình giảm, thì chúng ta có ngay cái biểu thức bảo toàn electron này liền. Ha. Từ biểu thức
bảo toàn electron này, thì chúng ta có được cái phương trình liên hệ là gì? X cộng Y bằng 0,3. Và cái dữ kiện thứ hai chúng ta khai thác là gì? Cái khối lượng của hỗn hợp X là 11 gram. À, từ đó chúng ta giải hệ, chúng ta tìm được số mol của từng kim loại có trong hỗn hợp X, và từ đó tính được cái phần trăm khối lượng của nó. Và chúng ta chọn được án D, được chưa? Tất nhiên là bài tập này nó không cho sẵn cái N2O và NO2. À, nó nâng cao hơn xíu là nó cho qua cái hỗn hợp Y có thể tích là 4,48 và tỷ khối của Y sau phát 2 là 22,5. Gặp những bài tập mà có cái dữ kiện thô như thế này, thể tích và tỷ khối, thì chúng ta chuyển xử lý để chuyển về cái số mol, tìm được cái số mol liền nha, được chưa? Đấy, kênh khuyến khích các bạn làm theo cách 3 này nha. Cách 3 này các bạn thấy cái uy lực ghê gớm của cái phương pháp bảo toàn electron không? Giải bài tập một cách rất là ngắn gọn và một cách rất là rành mạch, được chưa? Quan trọng là cái chỗ này, chúng ta viết được cái phương trình bảo toàn electron như thế này ha, từ đó chúng ta định hướng chúng ta làm tiếp được liền ha, được chưa? Đấy rồi, các bạn xem lại toàn bộ bài giảng ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.